Xin chào các bạn. Do mấy hôm nay mình bận nhiều việc cho nên là không có trực tiếp trao đổi với các bạn một số vấn đề liên quan đến bộ sử mà mấy ngày hôm nay nhiều người đang rất là căng thẳng. Nói cái căng thẳng ở đây đó chính là cái căng thẳng về vấn đề là đã có cái kết luận của cái hội đồng thẩm định về bộ sử 15 tập do nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành ấy, do những người chủ biên của Viện Sử học thực hiện. Thì bộ sử này, cái kết luận của hội đồng thẩm định này là của Ban Tuyên giáo Trung ương, và cái việc mà họ tổ chức thảo luận, tổ chức hội thảo và thẩm định cái bộ sử này thông qua việc rất là nhiều luồng ý kiến phản đối cái việc bỏ đi từ ngụy trong ngụy quân ngụy quyền ở trong cái bộ sử mới phát hành đây. Thì về đánh giá thì đây là một bộ sử mà tôi cho rằng tôi vẫn đồng tình với các cái nhà sử học cũng như đồng tình với các cơ quan chuyên môn đấy. Thì bộ sử này có nhiều tài tài liệu quý cũng như đây là một bộ sử đồ sộ và gần như là đầy đủ, mà nói là đầy đủ nhất từ trước đến nay. Chỉ duy nhất mấy điều đó chính là một số bộ phận của bộ sử này, một số cái giai đoạn của cái bộ sử mới này lại gây tranh cãi rất nhiều, và cái gây tranh cãi đến mức độ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc này, tôi nói thẳng thế. Và thậm chí nó là làm cho chúng ta gây ra những cái mâu thuẫn rất nặng nề không đáng có ở trên mạng xã hội, thậm chí là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đã có nhiều việc đe dọa lẫn nhau và có nhiều cái sự cố xảy ra sau bộ sử này, nhiều nhóm người từ từ đoàn kết trở nên chia rẽ. Đây là cái vấn đề mà tôi cho rằng cái hội đồng thẩm định về bộ sử cũng như các kết luận của các cơ quan chuyên môn chức năng, đây là một điểm rất là quan trọng. Tuy nhiên thì vào tháng 1 năm 2018 thì cái hội đồng thẩm định này, tạp chí Tuyên giáo đã ra một cái thông báo về cái kết luận kết quả của cái những việc làm của hội đồng thẩm định ấy. Thì trong đó họ đánh giá mà tôi cho rằng nó gây ra cái sự chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn trong nhân dân về vấn đề mà bỏ hay giữ lại từ ngụy trong bộ sử, mà nó còn gây ra cái sự bức xúc nhiều hơn. Đó. Ở đây chúng ta thấy là do cái kết luận của cái hội đồng thẩm định này nó gây ra nhiều cái xáo trộn ở đây là do nhiều người chưa hiểu. Trước hết thì hội đồng thẩm định của Ban Tuyên giáo Trung ương, nghĩa là Ban Tuyên giáo lập ra hội đồng này, rồi hội đồng này nó thẩm định xong nó báo cáo Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo lại tổ chức thẩm định lần nữa và sau đó báo cáo cho Ban Bí thư. Như vậy thì ở đây chưa phải là kết luận cuối cùng và cũng chưa phải là kết luận của Ban Bí thư. Trong những cái thời gian vừa qua chúng ta thấy rất nhiều những sự tranh cãi với nhau, thậm chí gây ra mất đoàn kết, thậm chí đó là tạo nên một cái sơ hở và cái kẽ hở cho các cái thế lực thù địch ở ngoài nó chen vào, và nó gây chia rẽ nhiều hơn ở trong các nhóm cộng đồng ở trên mạng xã hội này cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy. Đây cũng là cái cơ hội để mà nó vực dậy trong một bộ phận người đang chống đối đảng nhà nước. Trước đây nó âm thầm, bây giờ thì nó lại lộ mặt ra. Và tôi rất nhiều người nói rằng đây là một thuyết âm mưu thế này, nghĩa là thông qua việc tổ chức ra cái bộ sử như thế này, đề xuất ra cái việc bỏ từ ngụy, nó đã làm cho một bộ phận chống đối trước nay nó nằm ẩn sâu và nó chống đối một cách lén lút, thì bây giờ thông qua cái việc này nó đã lộ diện hẳn từng con người một. Và tất cả những kẻ nào đang cổ súy cho cái việc bỏ đi từ ngụy thì chắc chắn một điều rằng, nói các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh đuổi đế quốc thực dân, đã đánh đuổi được cái bè lũ tay sai của đế quốc Mỹ, thì khẳng định với các bạn rằng là cái kết quả cũng như sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cái mong muốn của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, một xã hội cộng sản. Vì vậy nên sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam đó chính là cái cuối cùng mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn ở lại với nhân dân chúng ta. Các bạn thấy đó, nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ
thì gần như lý tưởng của họ để xây dựng chủ nghĩa xã hội này, để xây dựng chủ nghĩa cộng sản là coi như biến mất. Vì vậy nên cái vai trò vị trí của họ, sự vinh quang của họ phải được giữ và được xây dựng mạnh hơn, xây dựng mạnh mẽ. Nhưng mà về vấn đề cải biên bộ sử với cái ý thức đó chính là bỏ đi từ ngụy trong ngụy quân ngụy quyền, nó mang một ý nghĩa lớn hơn, đó chính là nó làm cho thay đổi cục diện, thay đổi thân phận của từng chủ thể tham gia vào cuộc chiến này. Chúng ta thấy rất rõ cuộc chiến của Việt Nam đó chính là cuộc chiến chống lại đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, chứ không phải là cuộc chiến của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong bộ sử mới của ông Trần Đức Cường, thì chúng ta thấy rất rõ việc sử dụng từ chính quyền Sài Gòn và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nó mang một ý nghĩa, đó chính là ông ấy bảo rằng nó tránh miệt thị. Nhưng mà cái tai hại của cái việc sử dụng từ chính quyền Sài Gòn và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó là gì? Đó chính là nó tạo ra thế ngang hàng giữa chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa với chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Một quốc gia không thể có hai chính quyền. Và điều đặc biệt đó chính là nếu như chúng ta nói rằng là ở miền Bắc chính quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những người cộng sản ở miền Nam cùng nhau đi giải phóng đất nước, giải phóng miền Nam. Nếu chúng ta nói rằng là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vô đi giải phóng miền Nam là giải phóng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, như vậy chả khác nào chúng ta nói rằng cộng sản miền Bắc xâm lược miền Nam. Ở đây thân phận của từng con người bị thay đổi nếu như từ ngụy đèn biến mất. Các bạn thấy, tôi được cân nhắc, tôi được một số người trong chính quyền cân nhắc về vấn đề tiếp tục nói về bộ sử này. Mọi người cảnh báo với tôi rằng là tất cả những cái việc làm gần đây, có nghĩa là liên quan tới bộ sử, nó đã nằm ở trên bàn của ban bí thư rồi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta chờ đợi thời gian và lúc nào thì sẽ công bố những kết quả cuối cùng để chúng ta có thể thỏa thuận, để chúng ta có thể thống nhất được vấn đề, và chúng ta kết quả này nó phù hợp, nó không gây chia rẽ, thậm chí nó mang tính chất xây dựng nhiều hơn. Cho nên là rất nhiều người yêu cầu tôi là không nói về bộ sử này nữa, nhưng ở đây tôi muốn nói thế này. Chúng ta còn nhớ Liên Xô vào những năm cuối cùng của mình, chính vì sự tha hóa biến chất từ Trung ương Đảng Cộng sản đã làm sụp đổ đi chế độ. Một số thành phần tha hóa biến chất nằm trong bộ chính trị của Liên Xô, của Đảng Cộng sản đã làm cho chế độ Xô Viết mất đi, sụp đổ. Như vậy cho nên ở đây chúng ta thấy được vết xe đổ đó mà xây dựng chế độ của mình. Nếu chúng ta vẫn còn muốn xây dựng xã hội này là xã hội cộng sản, chúng ta vẫn còn muốn chế độ này là chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng đi lên xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta buộc phải xây dựng chính từ những con người lãnh đạo của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói con người nào thì việc ấy. Chúng ta có thể nói thế này: nếu ngày hôm nay một quyết sách sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là bỏ đi thân phận ngụy của ngụy quân ngụy quyền, lính đánh thuê của Việt Nam Cộng Hòa, thì khẳng định với các bạn từ đó thân phận của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành là thân phận của kẻ đi xâm lược miền Nam, bởi nó gọi nó là chính quyền. Không có chuyện chính quyền đi xâm lược chính quyền. Một chính quyền đi xâm lược chính quyền làm một sự tráo trở, mà chính thằng Mỹ nó đã làm điều đó cho chúng ta. Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một bộ phận đánh thuê, một bộ phận phục vụ cho bộ máy chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Và khi nó buộc phải rút sau hiệp định năm 1973 thì phần còn lại nó tạo cho cái thế khó khăn khi Việt Nam chúng ta cần thống nhất. Bởi vì lúc này là lúc nó đưa thân phận Việt Nam Cộng Hòa, nó muốn thân phận của Việt Nam Cộng Hòa là ngang hàng với nó, là ngang hàng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc, để làm gì? Để gán ghép vào cái tội lỗi là miền Bắc xâm lược miền Nam. Ở đây chúng ta thấy còn mấy thứ nếu như mà từ ngụy này được bỏ đi. Các bạn nhớ nhé, nếu từ ngụy này bỏ đi
có nghĩa rằng là Việt Nam Cộng Hòa chính là một chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì dĩ nhiên những người lính Việt Nam Cộng Hòa nha, quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đương nhiên họ trở thành những tử sĩ và anh hùng liệt sĩ hết, bởi vì họ chiến đấu và chết để bảo vệ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của họ, nên đương nhiên họ trở thành tử sĩ Việt và nhiên anh hùng liệt sĩ hết, bởi vì họ bảo vệ tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa của họ mà. Như vậy thì tất cả những thứ còn lại của chúng ta là gì? Tất cả mọi anh hùng liệt sĩ của người cộng sản trở thành gì? Trở thành những kẻ đi cướp nước phiến loạn. Tất cả anh hùng hay là tội đồ, khi xét lại lịch sử đều như thế hết. Đây là nước ta xét trên tiền đề mà chúng ta gọi là xét lại lịch sử đó, trên tiền đề Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền, thì ngay lập tức tất cả những người mà chết cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở thành anh hùng liệt sĩ hết, và cha và mẹ của những người đó trở thành mẹ Việt Nam anh hùng. Còn tất cả những người đi giải phóng miền Nam từ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam trở thành kẻ đi xâm lược và quân phiến loạn hết. Và tất cả những cái bàn thờ của mẹ Việt Nam anh hùng lập tức biến mất sạch, danh hiệu Việt Nam anh hùng biến mất sạch. Các bạn thấy không? Và dĩ nhiên mọi nghĩa trang liệt sĩ ở trên cái đất nước này hiện tại lập tức bị đào lên, bởi vì những người trong các nghĩa trang liệt sĩ hiện tại ở Việt Nam ta là những người bị thay đổi thân phận do bộ sử này. Người đọc lịch sử họ chỉ hiểu được vấn đề đó là gì, họ thấy được rằng là chính quyền này đi xâm lược chính quyền kia, và nếu chính quyền này đi xâm lược chính quyền kia thì chắc chắn một điều rằng đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và Nam Bắc nội chiến, trong khi chúng ta vẫn khẳng định là chúng ta đánh Mỹ chứ chúng ta không đánh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đánh Mỹ chứ không đánh Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta khẳng định rằng là đánh thằng cha nó chết thì nó phải chết. Rõ ràng chúng ta đánh Mỹ sau hiệp định năm 1973, Mỹ rút toàn bộ quân ra khỏi Việt Nam, thì khẳng định với các bạn là 2 năm sau, và nhất là 55 ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, 55 ngày không còn được viện trợ, lập tức chế độ tan rã, biến mất. Ngay cả những người lãnh đạo của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa này, họ còn khẳng định họ là lính thuê. Vậy thì chúng ta ở đây, những con người này, những con người đang ngồi đây viết sử những ý tưởng điên khùng như thế này, họ làm được gì? Họ rửa mặt, họ rửa tội cho Việt Nam Cộng Hòa sao? Gây chia rẽ là ở chỗ đó. Hiện tại thì tôi nói với các bạn, gần như là những người ủng hộ về việc bỏ đi từ ngụy này đã xuất đầu lộ diện hết. Có bạn nhắc với tôi về vấn đề thuyết âm mưu ở đây, nghĩa rằng là thông qua cái việc tranh cãi nhau về từ ngụy này, thì cơ quan an ninh cũng như là chúng ta ở trong cả bộ máy chính trị cũng như là đảng, nhà nước và nhân dân ta, chúng ta phát hiện ra những đối tượng nào ủng hộ bỏ đi từ ngụy, thì chúng ta cũng thấy được những đối tượng đó là ai, và từ đó chúng ta cũng có cách đấu tranh với các đối tượng đó. Và dĩ nhiên là những người nào trong đầu của họ đã có sẵn những cái âm mưu để mà vực dậy cái chế độ đánh thuê đó, thì chắc chắn rằng tương lai những kẻ đó tới giờ này đã được khẳng định. Có một điều liên quan tới một cái live stream nào đó của bạn Phúc Hưởng và bác Doãn Như Lân, thì tôi được nghe giữa bác Doãn Như Lân và bà anh Phúc Hưởng nó có nói chuyện với nhau. Tôi thấy vấn đề ở đây nó có một cái nhiều người hiểu lầm. Anh nói rằng bác Doãn Như Lân đầu hàng về bộ sử, không nói về bộ sử nữa, và khen ngợi ông Nguyễn Phương Hùng thế này khác. Thì đây tôi nói thẳng với các bạn, tôi nghe được ở trong đó sự mỉa mai rất lớn. Và chắc chắn điều rằng là ở đây là bác Doãn Như Lân có vẻ như là mỉa mai anh Phúc Hưởng, chứ không phải là bác ấy nói là bác ấy bỏ, không tranh cãi về bộ sử nữa đâu. Tôi cho rằng đối với những người như bác Doãn Như Lân là đủ khẳng định về luận cứ và luận chứng. Và như tôi với các bạn tới giờ này, chúng ta cũng nhìn thấy tất cả những cái luận cứ, luận chứng để chúng ta bảo vệ cái quan điểm của mình, đó là đúng. Bởi vì rõ ràng nếu bỏ đi từ ngụy này thì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta đã đoán được hết rồi. Những viễn cảnh đó chúng ta cũng thấy được hết rồi. Không? Rõ ràng trong suốt bao nhiêu năm chúng ta tuyên truyền rằng là chúng ta đánh Mỹ, cứu nước, tất cả những bằng kháng chiến, quân công kháng chiến, tổ quốc ghi công về hai cuộc chiến tranh, đó là quân chương kháng chiến chống Mỹ, quân chương kháng chiến chống Pháp,
Bây giờ nếu như mà chúng ta nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền, vậy có nghĩa là chính quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi xâm lược chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì cuối cùng ra tất cả những cái bằng kháng chiến tổ quốc ghi công về kháng chiến chống Mỹ phải gỡ xuống hết à? Các bạn khẳng định không? Nếu như mà cuộc chiến này là cuộc chiến giữa chính quyền của miền Bắc và chính quyền miền Nam, vậy thì khẳng định với các bạn luôn là không có cái bằng tổ quốc ghi công nào ghi lại về kháng chiến chống Mỹ cả. Bởi chúng ta khẳng định là chống Mỹ chứ đâu có chống ai khác. Và cái anh Việt Nam Cộng Hòa này, ảnh chỉ là một thằng đánh thuê, một thằng tay sai. Nó cũng giống như mấy cái thằng đại hàng mà nó đánh thuê cho Mỹ ở Việt Nam thôi. Đó chính là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Đúng không? À, riêng về quy trình mà để báo cáo về của ban tuyên giáo đó, tôi thấy các bạn là có nhiều người cho rằng đang hả hê nói rằng bộ sử này đã được ban tuyên giáo trung ương kết luận. Đó là cái sự vui mừng quá sớm và nhìn nhận vấn đề chưa đúng. Bởi thứ nhất, đây chính là hội đồng thẩm định do ban tuyên giáo lập ra. Hội đồng này làm việc tốt hay xấu còn được ban tuyên giáo đánh giá. Có nghĩa là qua cái việc kết luận của hội đồng này mà hội đồng này đánh giá tầm bậy, thì ban tuyên giáo có trách nhiệm khiển trách cái hội đồng này. Chúng chưa hẳn đanh thế được khen ngợi đâu. Cái thứ hai nữa, báo các bạn là cái hội đồng này nó được thực hiện vào khoảng quý tư của năm 2017. Có nghĩa rằng là nó không phải, nó nằm một khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó, chứ nó không phải là cái nó được kết luận ở mới đây. Do vậy các bạn cũng đừng có cái gọi là chán nản. Tôi thấy rất nhiều người chán nản và rất nhiều người cảm thấy bối rối. Tôi thấy rất nhiều người thân cũng như bạn bè nhắn tin bảo rằng sao mà chán nản quá, ban tuyên giáo trung ương lên ra quyết định như thế này thứ khác. Tôi nói rồi, các bạn hiểu sai. Đây không phải là kết luận của ban tuyên giáo trung ương, mà đây là một kết luận của hội đồng thẩm định do ban tuyên giáo trung ương họ tổ chức lập ra để thẩm định về bộ sử này. Về cơ bản thì tôi thấy trong cái nhận định của cái những người trong bộ sử này đó, nó có nhiều cái sai lầm. Sai lầm mà tôi đã nói trong những bài viết trong mấy hôm nay tôi đã cố gắng trao đổi với các bạn đó. Dù rất bận tôi cố gắng trao đổi với các bạn, đó là thứ nhất, đó là họ bảo rằng là họ không muốn miệt thị ở trong bộ sử này. Họ cho rằng gọi ngụy quân ngụy quyền cho Việt Nam Cộng Hòa có nghĩa là mang tính chất miệt thị, và họ không muốn miệt thị. Tôi nói có một điều, nếu anh không muốn miệt thị người khác và anh cố gắng cho công bằng đi, thì chắc chắn rằng đối tượng bị miệt thị sẽ bị thay đổi. Ở đây chúng ta nói rằng chúng ta không thể chủ quan rằng mọi người, tất cả những người đọc sách sử đều hiểu giống ta. Anh nên nhớ là tất cả mọi người ở trình độ khác nhau, kiến thức khác nhau, nhận thức khác nhau, đọc qua bộ sử này người ta chỉ hiểu vấn đề, không hiểu giống chúng ta. Bởi vì các nhà sử học hay là những nhà nghiên cứu, các vị đã dư thừa thời gian ngồi lãnh lương nhà nước để ngồi đó làm gì? Ăn cơm nhà nước, ăn cơm nhân dân để ngồi đó để nghiên cứu lịch sử. Các vị hiểu là việc bình thường. Còn người dân ở đây, người ta đọc lịch sử, người ta chỉ hiểu cái gì ghi trong đó. Và nhất là hậu thế của chúng ta, những người chưa từng trải qua cuộc chiến này, chưa từng lãnh phải những đau khổ của cuộc chiến này, họ không hiểu được bản chất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là gì. Và vì vậy cho nên việc chúng ta đưa ra một cái quan điểm để bỏ đi từ ngụy quân ngụy quyền, chỉ mong muốn rằng là để cho nó đừng miệt thị chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ngược lại nó lại tạo ra cái cớ để người ta nghĩ rằng chính quyền miền Bắc xâm lược miền Nam, và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chính là một đội quân phiến loạn từ bên trong Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này thì bỏ đi không miệt thị Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì đối tượng bị miệt thị chính là ngược lại là những người đã thắng trận ngày hôm nay. Đó chả phải là một sự xét lại lịch sử hay sao? Đó chính là xét lại lịch sử. Tôi nói các bạn, trong lịch sử mà xét lại công và tội, chúng ta cao bằng công và tội là không được. Chúng ta là những người viết lịch sử thì chúng ta phải biết đánh giá lịch sử để giáo dục cho hậu thế. Chúng ta thấy được rằng là tiếng xấu muôn đời hay là muôn thuở của tất cả mọi thứ ở trên của lịch sử này đều phải được ghi lại để giáo dục cho thế hệ sau không đổ vào vết xe đó nữa. Lịch sử phải mang giáo dục, lịch sử phải mang tính giáo dục, và nhất là chúng ta phải biết giáo dục thế nào là chính nghĩa. Trong cuộc chiến của Việt Nam thì chúng ta khẳng định rằng là những người cộng sản Việt Nam đi giải phóng miền Nam là chính nghĩa. Bởi vì sao? Đây
là chủ trương giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Còn mặt còn phía của những người Việt Nam Cộng Hòa là họ chỉ chống cộng, thuê cho đế quốc Mỹ. Hai cái này nó khác nhau rất xa. Sáng nay tôi có đăng một cái status, đó là lý tưởng mà không có hành động thực tiễn là lý tưởng chết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, đó chính là cái lý tưởng của những người cộng sản, đó chính là gì? Đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Chúng ta, đất nước chúng ta bị chia đôi bởi các hiệp định. Chúng ta mong muốn được thống nhất, chứ không phải chúng ta mong muốn được chia đôi thành hai chính quyền. Rõ ràng chúng ta, đất nước chúng ta được thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và sau hiệp định Geneva chúng ta mới bị lấy vị trí 17, chúng ta chia đôi đất nước. Như vậy rằng là chính đồng minh đế quốc của Mỹ đã chia đôi đất nước chúng ta và lập nên các cái cơ sở quản trị cho cái bộ máy chiến tranh của nó ở khu vực quản lý của nó, để nó chia cắt đất nước ta, tạo điều kiện để chia rẽ dân tộc ta. Vì vậy chúng ta thấy rất rõ. Và vì vậy cho nên là việc mà miền Bắc đi vào giải phóng miền Nam, đánh đuổi Mỹ là cái việc chính nghĩa. Các bạn thấy đó, nếu Mỹ không ở Việt Nam thì đâu có việc Việt Nam đánh Mỹ. Chúng ta đặt vấn đề là người Mỹ ở Việt Nam để làm gì? Tôi có nghe một cái clip tranh luận giữa cái bạn tên Duy Nguyễn, một bạn Duy Nguyễn, và ông Việt Kiều. Thì ông Việt Kiều này cho rằng cộng sản tàn ác, độc tài thế này thế khác, cho nên Mỹ đến đây để giúp cho Việt Nam chúng ta đuổi cộng sản. Rõ ràng cái mục đích cuối cùng của tất cả những con người này, của tất cả người gọi là Việt Nam Cộng Hòa đó, là mục đích của họ là mục đích chống cộng, chứ không phải là vì đất nước. Việt Nam Cộng Hòa chống cộng nhưng mà lại là chống cộng thuê cho Mỹ, chứ không phải là chống cộng cho chính họ. Họ chỉ biết họ là tiền đồn chống cộng của Mỹ. Và họ nói rằng nếu Mỹ còn viện trợ thì ta còn chống cộng. Viện trợ nhiều thì chống cộng nhiều, viện trợ ít thì chống cộng ít, mà không viện trợ thì không chống cộng. Không? Vì chúng ta là lính đánh thuê. Chính họ đã nói những điều đó. Và vì họ đã nói những điều đó nên chúng ta ở đây chúng ta khẳng định họ không có chính danh, bởi họ được lập ra để phục vụ cho bộ máy đấu chiến tranh của Mỹ, để chống lại những người cộng sản ở Việt Nam, để chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vì vậy cho nên là họ chỉ phục vụ cho cái bộ máy chiến tranh của đế quốc Mỹ. Họ không phục vụ cho nhân dân thì làm sao gọi là chính quyền? Một chính quyền nó phải phục vụ cho nhân dân thì mới gọi là chính quyền. Còn đây họ phục vụ cho đế quốc Mỹ thì không thể gọi là chính quyền được. Chúng ta đã biết rõ các bản chất của nó. Các nhà sử học cũng như là hội đồng đánh giá bộ sử này của ban tuyên giáo cũng đánh giá rất rõ về bản chất của nó. Nhưng khi các vị đánh giá rõ bản chất của nó mà không thể hiện nó trên câu chữ, không thể hiện nó ở trên lịch sử, sách sử, vậy thì hậu thế đánh giá như thế nào? Hậu thế đâu phải là những người học lịch sử chuyên môn. Ngay cả học lịch sử chuyên môn cũng không thể thấu hiểu hết được nỗi đau chiến tranh, cũng không thể thấu hiểu hết được bản chất thực sự của một chế độ để nói cho hậu thế, để nói cho những người khác biết. Đó là cái chủ quan của các vị. Các vị chủ quan rằng ai đọc cũng sẽ hiểu giống các vị, cho nên các vị cứ như thế mà nói. Các vị là người tài giỏi nhất, chỉ có ý chí của các vị là tốt nhất. Các vị hãy xem quần chúng nhân dân đưa ra những lý lẽ và lý luận như thế này. Như tôi cũng như nhiều bạn đang đấu tranh và đã đưa ra những lý lẽ như thế này, các vị có một lời phản bác phản biện nào với chúng tôi rõ hay không? Chưa trong tất trong cái bản báo cáo của cái hội đồng thẩm định mà tạp chí tuyên giáo đăng, không một lời nào các vị nhắc tới tất cả những quan điểm của chúng tôi. Các vị chỉ nói về vấn đề tự ngụy theo đánh giá của riêng các vị. Như thế đó là chủ quan duy ý chí. Và tôi xin nói với các bạn, nếu như đảng nhà nước trong cái cuộc chiến đấu này có một cái cơ sở lý luận khác, có nghĩa rằng là vẫn chấp nhận việc sử dụng song song cùng lúc hai cái tên gọi, đó chính là ngụy quân ngụy quyền và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, với cái mục đích nào đó khác, theo ngữ cảnh gì đó,
thì ở đây chúng tôi là người dân, chúng tôi là công dân, chúng tôi vẫn chấp hành các quyết định đó, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu bảo lưu tất cả những ý kiến của chúng tôi. Bởi tôi nói rồi, chúng tôi không muốn làm phần tối trong lịch sử. Các vị sai lầm, nhưng đó không phải là sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đấu tranh cho tới cùng. Và sai lầm các vị gây ra hậu quả nghiêm trọng thì đó là do các vị chứ không phải là do chúng tôi. Tôi nhắc lại, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, của Liên bang Xô Viết, đó là sự sụp đổ từ chính cái nóc, đó chính là từ Bộ Chính trị, đó chính là từ Ban Bí thư. Do đó cho nên tôi hy vọng rằng mọi quyết sách của các lãnh đạo đảng nhà nước phải đi đến, phải dòm thấy tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra sau quyết định đó. Vừa rồi chúng ta thấy rất rõ là những đối tượng nào đã bắt đầu cổ suý. Nó nói rằng nếu như chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, tại sao tới giờ này vẫn còn nhiều người mơ ước về Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn tôn trọng Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn muốn vực dậy Việt Nam Cộng Hòa. Hãy dòm thấy ông Đào Minh Quân ở bên Mỹ đang làm gì với cái chế độ đó, với cờ vàng ba sọc. Chúng ta dòm thấy sự chống đối ở hải ngoại như thế nào. Thời gian qua chúng ta xử bao nhiêu đứa về việc tuyên truyền chống nhà nước, tất cả đều dính dáng tới Việt Nam Cộng Hòa, dính dáng tới ngụy quân ngụy quyền. Những đối tượng đó, một là vì tiền, hai là vì hận thù, nó vẫn còn ở đó, kẻ thù của ta vẫn còn ở đó, và nó ra rã tuyên truyền về chính nghĩa quốc gia, nó đòi để Tam Cộng Hòa quay trở lại. Và vì vậy cho nên cái tuyên truyền của nó đã như thế, mà ở đây chúng ta lại tuyên truyền ngược lại. Bao nhiêu năm chúng ta cầm cán dao, bây giờ lại đưa cán dao cho nó và cầm cái lưỡi, nói như cái kiểu có nghĩa là sử dụng từ ngụy quân ngụy quyền theo ngữ cảnh, có nghĩa rằng là chúng ta gọi thương binh liệt sĩ, chúng ta gọi mẹ Việt Nam anh hùng cũng theo ngữ cảnh. Vậy lúc nào nó nói rằng chúng tao là chính quyền cho nên là tụi bay xâm lược tao, cho nên là tụi bay không phải là anh hùng liệt sĩ, tụi bay ở đây không có ai mẹ Việt Nam anh hùng hết, tại vì mẹ tao mới là mẹ Việt Nam anh hùng, bởi vì ở đây chúng tao chết vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tao, mà chúng tao là chính quyền tụi bay công nhận rồi, đúng không? Tụi bay đã công nhận tao là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tụi bay xâm lược tao, bây giờ tao chết cho chính quyền của tao, có nghĩa rằng tao là liệt sĩ và tụi bay không phải là liệt sĩ. Do đó cho nên mọi kết luận của các cơ quan chuyên môn về bộ sử này, tôi cho rằng cần phải nghiêm túc. Tôi thấy các vị chưa nghiêm túc khi mà tôi thêm tất cả mọi đánh giá của các vị trong bộ sử này của hội đồng thẩm định của ban tuyên giáo đấy, tất cả đều y như nhau một khuôn một. Các vị hãy xem lại, các vị nói là không muốn miệt thị ai ở trong bộ sử, nhưng mà các vị hiện giờ dòm lại, một là bộ sử các vị không mang tính giáo dục, không giáo dục được đâu là chính nghĩa, cao bằng công và tội. Chỉ cần các vị bỏ đi từ ngụy này thì công và tội lập tức biến mất, và lúc này lại xét lại xem ai có công ai có tội ở đây. Đó, bây giờ tôi làm một cái ví dụ cho các vị. Khi chúng ta bỏ từ ngụy ở trong ngụy quân ngụy quyền, lập tức chính sẽ thành, sẽ có là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. À, vậy thì bây giờ chúng ta xem ai có công ai có tội nha. Lúc này người ta sẽ xem chế độ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đi vô đây xâm chiếm chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, lập tức ai có tội, anh xâm chiếm là anh có tội rồi, miễn đời rồi. Anh xâm chiếm người ta là anh có tội rồi, nhà người ta tự nhiên qua xâm chiếm anh, là người ta là chính quyền, anh cũng là chính quyền, anh qua xâm chiếm nhà người ta, anh là người có tội rồi, đúng không? Lúc này là người ta bắt đầu phân tích, lúc này người ta sẽ ngồi bàn cà phê người ta phân tích nè. Đó, vậy là cuối cùng ra là bây giờ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là chính quyền đi xâm lược. Chúng ta cào bằng công và tội thì lúc này công không có, tội cũng không có rồi, bây giờ bắt đầu gán ghép. Mà chúng ta thấy rồi, cái sự tuyên truyền của những cái kẻ ở cái ủng hộ cái cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại cũng như trong nước, ta dòm thấy tất cả những kẻ nó tuyên truyền như thế nào. Nào là chính nghĩa quốc gia, nào là lằn ranh quốc cộng, nào là tổ quốc danh dự trách nhiệm, nó tuyên truyền kiểu như thế. Thì bây giờ các bạn dòm lại coi, chúng ta tuyên truyền gì? Chúng ta đưa cái cán dao cho nó, tự mình nắm lưỡi, tự mình cắt cổ mình, tự mình biến mình thành cái gì, tự mình biến mình thành một cái kẻ đi xâm lược người ta, để cho người ta phán mình là người có tội.
Lịch sử này nó từ nhân dân mà ra là chứ không đâu. Miệng đời cũng từ nhân dân mà ra. Những cái am hiểu thì nó khác. Những người không hiểu ra quán cà phê hả, mọi chủ trương chính sách của đảng nhà nước bị xuyên tạc sập. Thế giờ xem chủ trương chính sách của đảng nhà nước bị xuyên tạc không còn cái gì hết ở ngoài quán cà phê, nhất là những nơi đó có những cái đối tượng chống đối, những đối tượng chống đối nằm ở trong nhân dân. Nó hồi đó nó còn im ắng, nó không nổi dậy. Bây giờ internet phát triển, bao nhiêu thứ phát triển, cơ hội ra quán cà phê ngồi, cái miệng tự do dân chủ nó cũng quá, cái việc tự do dân chủ nhà nước này cho cũng quá nhiều rồi, ra quán cà phê ngồi ra rả ở đó chửi bới. Thế cho nên chúng ta mới nói là tôi muốn nói với các bạn là tôi sẽ nói lần cuối về bộ sử này, bởi vì tất cả những gì tôi muốn nói là đã nói hết trong trong tất cả thời gian qua đã nói hết. Bây giờ chúng ta chỉ chờ kết quả của những cơ quan, chờ kết quả của đảng và nhà nước. Tôi chỉ nói với các bạn là xin các bạn đừng có bao giờ nản chí và đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ thôi đấu tranh. Chúng ta hãy tin đảng không muốn mất đi quyền lực, quyền lợi của mình, mất đi lý tưởng của mình ở đất nước này đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam còn muốn xây dựng đất nước này theo thể chế chính trị mà họ mong muốn, đó là chế độ cộng sản chủ nghĩa, thì họ buộc phải giữ cho được, họ phải giữ cho được sự trong sạch, họ phải giữ cho được sự vinh quang của họ. Để giữ cho được sự vinh quang của họ thì từ sử sách cho đến tất cả những hành vi hành động của họ đều phải trong sáng và trong sạch. Việc chủ trương bài trừ tham nhũng rất tốt, đã làm cho họ trở nên vinh quang. Cuộc chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng làm nên vinh quang của họ, và ngày hôm nay chỉ cần họ sai lầm, họ mất đi vinh quang đó là họ tự giết bản thân họ, họ chết thì cũng chịu thôi. Chúng ta ở đây mỗi người chúng ta lên tiếng là bởi vì cái gì? Bởi vì sự ra đi hay ở lại của Đảng Cộng sản Việt Nam ảnh hưởng tới từng con người của chúng ta ở đây. Bởi chế độ sụp đổ thì nó xảy ra bao nhiêu thứ chúng ta nói rồi. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lãnh đạo nữa, đất nước này trở nên đa đảng thì trong vòng 3 ngày thôi chúng ta banh chành. Với cái sự chia rẽ mà chúng ta đang có hiện tại, tôi đã đảm bảo với các bạn trong vòng 3 ngày chúng ta không còn gì. Khủng bố lẫn nhau thôi chứ không gì. Do đó, cái mong muốn của tôi cũng như nhiều bạn ở trên mạng xã hội, cũng như chúng ta thông qua mạng xã hội này để nói lên tiếng nói của mình. Bởi bình thường chúng ta đâu có quản lý được cái cơ quan báo chí nào, đâu cơ quan báo chí nào nó dám đăng những ý kiến của chúng ta, buộc chúng ta phải thông qua những cái cơ quan, những cái mạng xã hội như thế này để chúng ta bày tỏ quan điểm, bày tỏ ý kiến của mình, để nói đi cái gì, nói đi cái quyền lợi của chúng ta. Bây giờ đảng còn là xã hội này còn, đảng mất là xã hội này mất, mà cái xã hội này mất đi thì chúng ta khẳng định rằng chúng ta chết, đất nước này náo loạn. Chính là như vậy, cho nên là các bạn, tôi hy vọng các bạn đừng bao giờ nản chí trong cuộc chiến này. Chúng ta vẫn đấu tranh, cơ sở lý luận về vấn đề này chúng ta đã có như thế, chúng ta cứ việc nói thôi. Chỉ cần Tự Nguyện này bỏ đi thì chuyện gì xảy ra, đơn giản vậy. Tự Nguyện này bỏ đi thì tất cả công và tội của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị xét lại hết. Mà khi nó xét lại hết thì coi như là chúng ta đào hết tất cả những các cái mộ của các nghĩa trang liệt sĩ bị đào lên hết, đúng không? Đơn giản. Do đó cho nên là chúng ta dòm thấy qua cái việc này, ai cổ súy cho từ Ngụy Quân Ngụy Quyền, chúng ta cũng đánh giá được nó cổ súy về cái gì. Nếu như nó bị nhận thức kém chúng ta tính sao, nhưng nếu như đây là từ chủ ý của nó với mong muốn thật sự là muốn vực dậy cái chế độ này, vực dậy lá cờ vàng ba sọc, vực dậy cái Việt Nam Cộng Hòa để rửa mặt cho nó, thì chúng ta cũng thấy rất rõ tiền đồ của những kẻ đó là ai, tiền đồ của những kẻ đó là cái gì. Có nhiều bạn nói thuyết âm mưu ở đây, riêng về ông Nguyễn Phương Hùng thì có nhiều người nói là thuyết âm mưu, thì tôi cũng cảm giác với các bạn, tôi cũng muốn nói với các bạn vui thôi. Cũng giống như Nguyễn Đình Thục, linh mục Nguyễn Đình Thục ở miền Trung, chúng ta thấy nếu nói về thuyết âm mưu nhé, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục hầu như là thông qua hai cái vị linh mục này thì toàn bộ những kẻ chống đối chống cộng trong nước bị bắt hết, mà hai vị linh mục này vẫn trơ trơ đó, chả có gì cả. Cứ hai vị linh mục này đến đâu sẽ quy tụ được tất cả những cái tiềm lực chống cộng ở trong nước, quy tụ theo, nó sẽ đi theo.
và nó đi theo tới đâu thì dĩ nhiên là nhà nước ta cũng nắm tới đó, cơ quan nên ta nắm tới đó và lụm từng đứa một. Và hai vị này vẫn an toàn. Như vậy nếu xét về thuyết âm mưu, không khéo hai vị này là an ninh cộng sản nằm vùng không chừng. Bởi vì nhờ hai vị này mà lòi ra rất là nhiều kẻ chống đối, lòi ra rất là nhiều kẻ chống phá nhà nước ta, đúng không? Cái thứ hai, chúng ta dòm về Nguyễn Phương Hùng. Nếu nói về một thuyết âm mưu khác, tức là nhờ Nguyễn Phương Hùng mà quy tụ được cả một cái nhóm chống đối chống phá lại. Các bạn thấy đó, cái nhóm chống phá bao gồm các cái đối tượng mà ông Nguyễn Phương Hùng vừa tập hợp lại ở Hà Nội, làm sao có thể gom nó lại được? Nhưng mà ông Nguyễn Phương Hùng đã gom lại được và mặt mũi từng đứa một lộ ra hết rồi. Mặt chúng ta đánh giá được ông Nguyễn Phương Hùng như thế nào rồi, và chúng ta giờ thấy được nhờ thông qua Nguyễn Phương Hùng mà nhiều kẻ chống phá mà trước nay nó chống phá mà không có đủ cái cơ sở để chúng ta tố cáo nó, thì nay chúng ta lại đủ điều kiện để ta nhìn thấy rất rõ từng đứa một. Và dĩ nhiên trong suốt thời gian qua, cho dù ông Nguyễn Phương Hùng có đi phỏng vấn ông này ông kia, thì tất cả những người đó đều nằm bên phía của ông ấy cả, không khách quan để có thể nói với chúng ta tất cả những cái điều tin tưởng được. Chúng ta cứ dòm thấy những cái đối tượng mà Nguyễn Phương Hùng phỏng vấn trong mấy ngày qua là những người đứng về phía của ông ấy. Ông ấy đã ủng hộ những con người đó, cho nên những con người đó mới có tiếng nói ở trên cái kênh của ông ấy. Cho nên ở đây chỉ là mèo khen mèo dài đuôi, và nó cũng chỉ là mang tính chất chia rẽ mà thôi. Cá nhân hết. Và nhất là chúng ta phải thấy được rằng là trong cái việc này thì mối lợi nó như thế nào. Rửa được từ ngụy trong bộ sử của Việt Nam, bỏ đi được từ đó, những người ở trong đó được hưởng bao nhiêu đô la? Đó mới là cái mà tôi muốn biết, đó mới là cái mà tôi quan tâm. Bỏ đi từ ngụy này thì bao nhiêu đô la sẽ được trả cho những kẻ đã tham gia đấu tranh với nó? Hẳn những nhóm đang cố gắng cổ suý cho việc bỏ đi từ ngụy sẽ được hưởng lợi rất lớn. Đó là mấy cái. Tôi nói đơn giản thôi. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3 theo lịch ấy, thì Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, sẽ được xử ở tại Nghệ An về cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy được là do một số điều kiện đã hoãn lại phiên tòa này. Mà cái hoãn lại phiên tòa này thì ngay lập tức chúng ta dòm qua dòm lại là lập tức có ai kêu gọi tài trợ hỗ trợ, vận động hỗ trợ từ hải ngoại về đô la. Tất cả mọi cái ta dòm thấy đều dính dáng tới tiền, vật chất. Đây là một sự kiếm lợi, không? Kiếm lợi từ các sự kiện. Giờ mình nhìn thấy, tôi thấy một cái người già lớn tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn tiếp tục chống cộng. Vậy thì chỉ là đây là một kẻ chống cộng cực đoan. Đấy, còn về tôi với các bạn, thì tôi đã nói với các bạn rồi, nếu đảng và nhà nước chúng ta vẫn ủng hộ việc bỏ đi từ ngụy trong bộ sử này, thì tôi với các bạn, tôi sẽ đồng quan, tôi cũng sẽ cũng đồng ý với cái ý kiến đó thôi. Chấp hành các cái quy định của nhà nước, chấp hành tất cả những cái ý kiến của đảng, nhưng mà chúng tôi vẫn yêu cầu bảo lưu ý kiến của nhân dân. Nghĩa là nhân dân chúng tôi cũng có ý kiến của mình, để chúng tôi không phải hổ thẹn với đời sau rằng là thấy sai mà không nói. Chúng tôi lên mạng đấu tranh là vì cái lý tưởng của mình, đó là vì chúng tôi cảm nhận và cảm giác được trách nhiệm của mình với đất nước, chứ không phải chúng tôi lên đây theo sự chỉ đạo của bất kỳ ai. Do vậy cho nên cái điều mà chúng tôi muốn nói nó nhiều lắm, và nó chỉ cố gắng làm sao để nó thể hiện được cái lý tưởng, thể hiện được cái tư tưởng để xây dựng đất nước. Có thể rồi lúc chúng tôi có nhiều cái sai, chúng tôi mong muốn được sự góp ý của mọi người để chúng tôi đấu tranh tốt hơn, để xây dựng xã hội tốt hơn. Nhưng mà chúng tôi, vì chúng tôi nói thẳng ra là chúng tôi không vì cái lợi ích bản thân, tôi không được trả lương để lên đây để nói. Và do vậy cho nên là tôi sẽ vẫn tiếp thu ý kiến của tất cả các bạn. Nhưng mà vấn đề nào đúng, vấn đề nào mà chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đấu tranh đúng, chúng tôi vẫn phải nói. Bây giờ nếu như chúng ta cứ kỳ vọng vào tài năng của một số người, một nhóm người, mà nếu như nhóm người đó có sai lầm,
thì không khéo chúng ta theo họ đi xuống quả ngục hết. Đấy, cho nên chúng nói cũng như các vị linh mục trước đây tôi nói với quý vị linh mục rồi, nếu các vị linh mục phạm phải sai lầm thì không khéo các vị linh mục sẽ dẫn đàn chiên của mình xuống quả ngục. Cũng vậy, nếu mà một bộ phận, một nhóm người có quyết định sai lầm cho xã hội thì không khéo đất nước chúng ta sẽ biến mất. Tâm tư trăn trở mấy cái điều này mấy ngày hôm nay và tôi trao đổi với các bạn mấy điều như thế, tôi cũng không còn gì để nói vấn đề này nữa. Cho nên tôi sẽ cố gắng tôi khép lại vấn đề về bộ sử này trong cái livestream này ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc đấu tranh với bộ sử này tôi sẽ chuyển qua đấu tranh theo một cái hướng khác, đó là viết đơn thư và nêu quan điểm trực tiếp với các cái cơ quan có chức năng, chứ chúng tôi không có lên mạng xã hội và như thế này nữa. Hy vọng là các bạn bình tâm bình tĩnh, không có những lời nói cũng như là việc làm quá khích thông qua cái việc ra quyết định của cái kết luận của cái hội đồng thẩm định bộ sử của ban tuyên giáo. Và thực ra đây chỉ là một cái hội đồng do ban tuyên giáo lập ra, nó cũng không có, nó cũng chưa có kết luận cuối cùng của ban tuyên giáo, nên là các bạn cũng có phần an tâm đi. Và thứ hai, chúng ta thấy được rằng thông qua bộ sử này ta thấy được rất là nhiều thứ, con người nào chống đối nó lộ diện rõ rồi. Vậy như vậy cái bằng tổ quốc ghi công, tôi nói thẳng các bạn, cái bằng tổ quốc ghi công của các bạn sẽ bị mất đi, nó vô hiệu hóa, không còn giá trị nữa. Nếu như ngụy quân ngụy quyền, không, nó biến thành chính quyền, bởi vì bạn đi xâm lược nó làm sao mà bạn có công lao với ai được. Bạn đi xâm lược đất nước, bạn đi xâm lược Việt Nam Cộng Hòa làm gì bạn có công? Không ai có công trong vấn đề xâm lược cả. Cho nên ở đây là chỉ cần bỏ đi từ ngụy thì mọi thân phận bị thay đổi hết. Tôi rất rõ ràng, chúng ta bỏ đi từ ngụy để biến Việt Nam Cộng Hòa thành chính quyền thì mọi thân phận trong lịch sử này sẽ thay đổi hết. Và đừng chủ quan rằng ai đọc sử cũng hiểu giống chúng ta. Và nhất là cái tụi bên kia nó ra rã tuyên truyền về chính nghĩa quốc gia bên kia kìa, nó đang muốn vực dậy chế độ Việt Nam Cộng Hòa kìa. Và đặc thù nữa các bạn thấy đó, trong cái việc bỏ đi từ ngụy, trong cái việc bỏ đi từ ngụy này này, ở bên kia nó reo mừng, nó ăn ù mừng bên kia kìa. Bao nhiêu video clip trên YouTube nó đã đưa lên là từ nay tụi bay không được gọi tao là ngụy nữa, chứ không phải phạm pháp. Bay là giặc. Vừa rồi một số tao phước còn ghi kìa, ai mà gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy nữa thì gọi là giặc. Có đứa nào đó bên nhóm VHK đó là từ nay mà hễ mà thằng nào mà gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, tao coi mấy đó là giặc hết. Bởi ban tuyên giáo đã tuyên bố rồi. Đấy, các bạn thấy đấy, nó như thế đấy, làm gì mà chúng ta thấy được. Cái âm mưu của tụi nó đã quá rõ ràng rồi. Đúng vậy bạn, nếu như mà bạn nói là các nghĩa trang liệt sĩ sẽ bị bỏ đi tổ quốc ghi công, bởi vì sao? Bởi vì nó là chính quyền, chúng ta đi xâm lược nó làm gì chúng ta được ghi công. Và nhất là ở đây là nó tố luôn là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là quân phiến loạn. Vào thời điểm của Việt Nam Cộng Hòa, nó xem Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là quân phiến loạn. Mà bây giờ đã gọi, bây giờ các bạn công nhận nó là chính quyền. Vậy thì bây giờ làm gì nó công nhận các bạn là tổ quốc nào ghi công? Đâu có quân phiến loạn nào được ghi công, tổ quốc ghi công. Đúng không? Đấy, nếu như mà từ nó Việt Nam Cộng Hòa thành chính quyền, Việt Nam dân rồi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng là dân miền Nam này trở thành phiến quân phiến loạn, vậy thì các bạn có thấy phiến quân phiến loạn nào được gọi là tổ quốc hay không? Khi mà Việt Nam Cộng Hòa nó trở thành anh hùng liệt sĩ thì các bạn không phải là tổ quốc ghi công nữa đâu, các bạn không được tổ quốc ghi công nữa đâu. Logic nó như thế đó, làm sao gọi là nhân dân liệt sĩ nữa? Nếu như mà nó là liệt sĩ vậy thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là những kẻ đi cướp nước của nó, làm sao gọi là liệt sĩ được? Nó gọi người cộng sản đi cướp nước của nó mà, nó gọi là miền Bắc xâm lược miền Nam mà, nó gọi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do chính người dân của ta, chính là quân phiến loạn mà, đúng không? Chưa hết, nói với các bạn, tôi vẫn không bỏ cuộc nhưng tôi sẽ chiến đấu ở mảng, ở cái phần khác, ở cách khác. Thế mấy lời trong buổi chiều nay, hẹn gặp lại các bạn vào cái livestream khác. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào.